Những tưởng chỉ những chàng trai nghèo, gia cảnh khốn khó thì tình duyên mới gặp trắc trở, bi kịch. Song trên thực tế có nhiều người đàn ông dù giàu có, đầy quyền lực và tiếng tăm mà vẫn bị vợ bỏ như thường. Vừa nhậm chức giám đốc truyền thông Nhà Trắng chưa được bao lâu, ông trùm tài chính Anthony Scaramucci đã bị vợ đệ đơn ly dị với lý do bất đồng quan điểm về Tổng thống Donald Trump. Báo chí Mỹ cho biết bà Deirdre Bowe đã viết đơn ly dị ông Scaramucci với lý do mệt mỏi vì không thích Tổng thống Trump, trong khi chồng bà lại là người có tham vọng chính trị và luôn ủng hộ Tổng thống Mỹ. Được biết, năm 2016, vợ tân giám đốc truyền thông Nhà Trắng từng ủng hộ tiền cho các chiến dịch tranh cử của những ứng cử viên Tổng thống đối thủ của ông Trump. Trước đó, một cặp vợ chồng lấy nhau 20 năm đã quyết định ly thân chỉ vì người chồng muốn bầu cho ông Trump. Còn theo khảo sát của Reuters, việc Trump ra tranh cử tổng thống đã gây chia rẽ, rạn nứt quan hệ của nhiều người Mỹ khi đã có 13,4% số người được hỏi cho biết đã chấm dứt quan hệ với người yêu, một thành viên của gia đình hoặc một người bạn thân vì những tranh cãi liên quan đến ông Trump.